Mình sẽ kể cho mấy bạn nghe về một ngày đi học của mình ở Úc Là cái thời mà Covid chưa tới mọi người chưa phải học online nha Xa xa đỏ đỏ kia chính là xe bus của trường mình Mình đã dành cả thanh xuân để chờ free bus chở đi học Tới rồi, bây giờ chuẩn bị đi học thôi Đầu tiên là mình sẽ nghĩ sơ qua cái lớp lý thuyết Đồng lắm, kiểu có cả mấy trăm sinh viên ngồi trong này để học Và bình thường thì lớp này lúc nào mình cũng cúp hết Mình cúp đi đâu, mình cúp đi ăn trưa Kiểu ta nói ngoài cái căng tin trường ra thì chung quanh trường mình là rừng mà Bởi lên trường rồi thì ăn ở trong trường luôn thôi Tiếp theo đó là mình phải đi học lớp làm bài tập lớp này có điểm danh nên không có cúp được nhưng dù sao qua đây cũng để đi học mà giờ thì phải học online lớp này thì hồi xưa nó sẽ đông như vậy nè cỡ 10, 15, 20 đứa đi học gì đó giờ còn có mình tôi sau khi hoàn thành tất cả các lớp hình thức thì bây giờ tôi mới chính thức học đây tôi đang làm cái trò gì vậy à nhớ rồi ý tôi là đi mua cà phê thường thì tôi sẽ ngồi trong thư viện tới mấy tiếng đồng hồ lận cho nên là bây giờ phải uống cà phê cho tỉnh táo hồi cái thời còn đi học 70% phần trăm thời gian đến trường của mình là ngồi trong thư viện chủ yếu là để làm bài tập chơi và xem phim và đó cũng là nơi mà mình giao lưu và tìm bạn mới rồi đó một ngày đi học của mình nó chán vậy thôi